CEO Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giờ, chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2020 sẽ có những nội dung nổi bật sau đây. Sắp có sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Nếu Covid-19 kéo dài 6 tháng, 74% doanh nghiệp sẽ phá sản. Ngân hàng tung gói tín dụng 285.000 tỷ đồng đối phó với Covid-19. Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị 09 do Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan, nghiên cứu xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Sàn giao dịch được thành lập sẽ giúp tách biệt nơi gọi vốn giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi đó sẽ giúp xóa đi những rào cản về quy định trong góp vốn khởi nghiệp, giúp nhà đầu tư dễ dàng rót vốn và thoái vốn. Hiện nay quy định về đầu tư cho khởi nghiệp đang bị chồng chéo giữa các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thành lập được sàn giao dịch vốn này không phải ngày một ngày hai. Trong khi đó, thị trường để đầu tư cho khởi nghiệp tại Việt Nam mới bắt đầu khởi động nên chưa đủ tính hấp dẫn để các nhà đầu tư tham gia. Bên cạnh đó, việc thành lập được sàn giao dịch vốn phải có cơ chế để kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính công khai minh bạch, đồng thời đa dạng sản phẩm giao dịch. Nếu không, đây sẽ chỉ là nơi gặp gỡ giữa các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư. Ông Nguyễn Quốc Hùng là vụ trưởng tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện tại các ngân hàng đã đăng ký tổng cộng 285.000 tỷ đồng để tung gói tín dụng lãi suất ưu đãi hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi virus corona COVID-19. Con số 285.000 tỷ đồng nêu trên là con số ghi nhận đến hiện tại do các ngân hàng tự nguyện đưa ra các chương trình cho vay để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Trong đó có ngân hàng tham gia với hạn mức 50.000 tỷ đồng, 70.000 tỷ đồng, thậm chí là 100.000 tỷ đồng. Các ngân hàng sẽ dùng biện pháp giảm bớt chi phí của mình để hỗ trợ cho doanh nghiệp, giảm lãi suất từ 0,5 đến 1%, nguồn vốn sẽ do ngân hàng tự cân đối và không sử dụng vốn ngân sách. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng thương mại đều đăng ký tham gia chương trình này. Cùng với việc tung gói tín dụng lãi suất thấp trên, các ngân hàng cũng sẽ xem xét miễn, giảm lãi vay với các khoản dư nợ hiện tại của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi virus. Bình quân, các tổ chức tín dụng sẽ giảm lãi suất từ 0,5 đến 1% so với mặt bằng lãi suất trên thị trường. Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, các tổ chức tín dụng sẽ xem xét miễn, giảm lãi tùy theo thực trạng tài chính của từng doanh nghiệp. Khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân trên 1.200 doanh nghiệp về ảnh hưởng của Covid-19 đến hoạt động kinh doanh cho thấy, nếu Covid-19 kéo dài 6 tháng, 74% doanh nghiệp có thể sẽ phá sản. Theo đó, các doanh nghiệp cho biết sẽ phá sản nếu dịch bệnh kéo dài 6 tháng, chủ yếu do doanh thu không thể bù đắp các khoản chi cho hoạt động như trả lương, lãi vay ngân hàng, thuê mặt bằng. Ngoài ra, gần 30% doanh nghiệp mất từ 20 đến 50% doanh thu, 60% doanh nghiệp giảm hơn một nửa doanh thu. Những nhóm ngành bị tác động nghiêm trọng và tức thì bởi Covid-19 theo kết quả khảo sát là du lịch, giáo dục, dệt may, da giày, sản xuất đồ gỗ. Rất nhiều doanh nghiệp trong ngành du lịch, giáo dục không thể ứng phó kịp thời, đồng loạt không có khách hàng, trong khi các cơ sở giáo dục ngoài công lập không có học sinh đến trường. Với ngành dệt may, da giày, ảnh hưởng lớn nhất là phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, lần lượt là 61% và hơn 57%. Đa số các doanh nghiệp này chỉ trữ nguyên liệu tới đầu tháng 3, một số đến đầu tháng 4. Trong khi ngành chế biến gỗ, sản xuất bàn ghế thì chịu ảnh hưởng của thị trường xuất khẩu do hoạt động thương mại với Trung Quốc bị hạn chế. Đáng chú ý, có khoảng 20% doanh nghiệp thông tin không có giải pháp gì ứng phó với dịch bệnh. Thực tế này cho thấy sự bị động của các doanh nghiệp, nhưng cũng phản ánh năng lực còn hạn chế của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, và cũng là chỉ số cảnh báo sớm cho các khủng hoảng có thể xảy ra sau dịch. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã vừa có văn bản kiến nghị chính phủ hoàn thiện chính sách pháp luật và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản trong mùa dịch Covid-19. Một trong những kiến nghị quan trọng của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đó là giảm từ 30 đến 50% lãi suất vay cho doanh nghiệp bất động sản. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tình hình nửa cuối năm 2019 và đầu năm 2020, thị trường bất động sản gặp những khó khăn nhất định và có dấu hiệu giảm sút mạnh, ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề khác nhau. Ngay doanh nghiệp lớn có thương hiệu trên thị trường cũng đứng trước nguy cơ phá sản, nhất là khi tình trạng mất thanh khoản tại nhiều dự án kéo dài và việc triển khai dự án mới gặp nhiều khó khăn. Theo đó, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thay mặt các doanh nghiệp kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành triển khai các giải pháp cấp bách hỗ trợ cho doanh nghiệp.
đặc biệt tập trung vào các giải pháp về tín dụng và thuế. Cụ thể, kiến nghị ngành ngân hàng có phương án giảm lãi suất đối với hợp đồng vay đầu tư cho dự án kinh doanh, các sản phẩm căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú, như giảm 50% lãi suất trong thời gian diễn ra dịch và 30% lãi suất cho thời gian 1 năm sau khi dịch bệnh được kiểm soát, xem xét cơ cấu thời hạn trả nợ, hoãn, giãn nợ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp bất động sản cũng kiến nghị chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu các giải pháp, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp như giãn thời hạn nộp các nghĩa vụ thuế vào ngân sách 6 tháng đối với mỗi kỳ nộp sau 1 năm dịch bệnh được kiểm soát, miễn tiền phạt nộp chậm khi doanh nghiệp đã nộp đủ thuế, giãn tiến độ nộp tiền thuê đất sau khi dịch bệnh được kiểm soát, giảm thuế giá trị gia tăng và lùi thời gian nộp thuế. Công ty cổ phần Vincom Retail vừa công bố dành 300 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tác thuê mặt bằng, trung tâm thương mại trên toàn hệ thống. Đây không chỉ là sự chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua chương trình, Vincom sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp bán lẻ, tổ chức chuỗi hoạt động kích cầu mua sắm, góp phần đưa nhịp sống năng động trở lại thị trường. Chương trình hỗ trợ cho các đối tác bị ảnh hưởng bởi Covid được Vincom áp dụng cho đối tác ở tất cả các ngành hàng đang kinh doanh tại 79 trung tâm thương mại trên toàn quốc, có hợp đồng thuê giá cố định đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Tổng mức ngân sách gói hỗ trợ dự kiến lên đến 300 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn các gói hỗ trợ sẽ được dành cho việc giảm giá tiền thuê mặt bằng cho đối tác. Một phần dành cho việc phát hành các voucher ưu đãi, khuyến mãi cho khách hàng đến mua sắm tại Vincom. Bên cạnh đó, Vincom sẽ phải phối hợp với các khách thuê tổ chức các chương trình kích cầu mua sắm lớn, đặc biệt nhiều hoạt động gia tăng trải nghiệm khách mua sắm như miễn phí gửi xe cho các khách hàng đến xem phim hoặc đến ăn trong các gian hàng ẩm thực trong giờ trưa, tối và ưu đãi đồng giá đưa đón cho khách di chuyển bằng các hãng xe công nghệ sẽ được Vincom chủ động triển khai. Chia sẻ về mục tiêu của chương trình, bà Trần Mai Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vincom Retail cho biết, Vincom luôn đồng hành cùng với các khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch như hiện nay. Gói hỗ trợ 300 tỷ này sẽ không chỉ giúp các đối tác giảm bớt gánh nặng về chi phí, mà còn có thể tập trung nguồn lực cùng Vincom xây dựng những chương trình ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách hàng, góp phần đưa nhịp sống năng động trở lại với người tiêu dùng Việt Nam. Thưa quý vị, năm 2019, Asazo dính nghi vấn hàng Việt đổi lốt hàng Trung Quốc, khiến công việc kinh doanh gặp vô vàn khó khăn. Hệ thống bán hàng tê liệt, sản xuất đình trệ, người lao động mất việc, thiệt hại kinh tế ước tính lên đến cả ngàn tỷ đồng. Vụ việc càng trở nên phức tạp khi Việt Nam vẫn đang có khoảng trống pháp lý về quy định xuất xứ, có luật và nghị định nhưng lại chồng chéo. Tuy nhiên, đầu tháng 1 vừa qua, Asazo đã khắc phục toàn bộ những sai phạm và tái xuất trở lại, tuyên bố xây xong nhà máy sản xuất điều hòa hàng trăm tỷ đồng. Gần đây, Asazo đã chính thức quay trở lại đường đua trong ngành điện máy khi công bố xây dựng xong dây chuyền lắp ráp sản xuất điều hòa tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy mới với công suất 2.000 sản phẩm mỗi ngày được đầu tư quy mô hàng trăm tỷ đồng hiện đã chính thức đi vào hoạt động. Theo tiết lộ, với các sản phẩm điều hòa, Asazo vẫn tập trung vào đại đa số người dùng có thu nhập vừa và thấp ở Việt Nam, với mức giá vừa phải nhất. Được biết, đối với các dòng điều hòa thường, giá bán Asazo đưa ra sẽ dao động từ 5 đến 9 triệu đồng và dòng inverter tiết kiệm điện có giá dao động từ 7 đến 11 triệu đồng. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, trong đó đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo quy định hiện hành, chính sách thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đang được miễn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Với đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, thì số thuế miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng mỗi năm. Việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian qua, mặc dù làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng đây lại là giải pháp góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa, giảm bớt khó khăn cho người nông dân, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững và phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời, việc quy định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp không gây xung đột vướng mắc trong quan hệ thương mại với các quốc gia,
không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam khi gia nhập WTO. Việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thời gian qua chưa gặp vướng mắc gì. Các địa phương đều cho rằng việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như quy định hiện hành cho giai đoạn tiếp theo là điều cần thiết. Mở rộng điều tra vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của khách hàng, Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 14 đối tượng, trong đó có 12 giám đốc công ty có liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết của địa ốc Alibaba. Theo đó, có thêm 14 đối tượng, trong đó có 12 giám đốc bị khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bà Võ Thị Thanh Mai là vợ của Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị công ty địa ốc Alibaba, còn bị khởi tố thêm tội rửa tiền nhưng được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, em ruột của Luyện là Nguyễn Thái Lực, giám đốc công ty Alibaba Tân Thành, trước đó đã bị khởi tố bắt giam về tội rửa tiền, nay cũng bị khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến đây thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần tập đoàn CEO. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số hotline 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email banbiên tập@amocinvest.com.vn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.